con này nó láo á. Chắc này được 2 phút rồi. Rất là âm thuộc số ngày sinh luôn. Đâu giống mấy chị đâu. Cho vui mà.
Mới lạnh nhỏ nữa rồi đó. Không, cái này thì cũng có khác không vậy? Không, bị này cũng bị cái khác. Ơi Tuyết Phạm gì á em? Em dở hơ hơ đó, không có gì được. Không có ai mà có em bài đó, hay mới miếng còn. Máy lạo biểu. Tắt đó, chờ gì bỏ. Chị thùng để ý vậy ta. Có để ý hơn nữa. Em thích ăn kẹo chi? Kẹo đó hôm sáng bắn đi qua cho chị nó thử không? Bắn rồi. Chị Long nói à? Kêu qua đó họ bán mà kêu hồi sáng họ mới chuyển hồi chị. Hồi nãy mới nói tới thời luôn à? Ừ. Bán rồi. Thì chị cho mình. Quay. Nó mới lành hơn cái tao. Tê thì đó. Nhỏ nước nữa rồi đó chị đó, đi. Tê thấy rồi kìa. Đó đó. Mới nhỏ nước lại đó. Chị lấy cái mô đi nhà banh rồi. Thứ sáu đi. Thứ sáu đi coi phim rồi. Thứ bảy thì. Thứ bảy thì. Hèn ho rồi đó. Chị Thuận đây không? Không đi. Nghĩa chưa đi không? Đâu. Em chưa nói xong mà. Có chị đi ra kia. Đâu có chị đi ra kia đi rứa hả đồ. Rồi mới nói chị Thuận đi không đồ với hai 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 uống rồi. Làm những chuyện em con cua. Sơ cua. Sơ cua. Ăn cái bơ đi. Ừ, tao ơi, hôm bận ngã ra nó đi mua ông bên chợ nó qua bên chỗ bán mẹ ăn hả? Ai mà. Chị xuống cái đó. Anh mua đó, anh mua ở trong cái chỗ đó. Thụy Nghị em đi đâu? Xích mà, nó gọi xích mà. Không, anh dài cho mua thế. Chị thích cái đâm bơ này. Bên nó ăn ngon. Đúng rồi, chị ăn cái nữa đó. Mơ à? Mơ à? Mơ à? Giống như chị làm thầy không có. Ăn thầy thôi, chơi lại không chơi. Đừng quay phút. Chưa anh Dương thì kiếm lại kia đi. Không. Phải ăn qua ăn cái. Hay hôm trước gì? Cái hôm nào chết thế. Hôm nay chỉ có nhà hơi với lại nhà. Trời, một bàn. Cái hôm nào chết nhỉ? À, nào chết thế. Hai ngày rồi. Tôi tính là hết tết rồi nha nè. Hết tháng luôn rồi đó. Chồng mình tết lại chứ. Chị sinh nhật mình lại đó. 12 tháng rồi chứ nhiên. Già thêm tuổi nữa rồi chứ đâu ha. Già thì già chứ chẳng lại trẻ mãi. Ừ trẻ. Thằng yên tinh luôn. Từ mình nghe tới thằng ba mình sợ ghê phúc. Bà có con có đồ rồi bà già được rồi đấy, còn tôi thì chưa sợ bà sợ. Chạy mãi không già hả? Anh mãi tuổi 18 đúng hả? Gì đó. Chứ là sợ. Rung luôn mọi người. Phải mãi tuổi 18 rồi. Chắc là thích sức của thằng bố rồi đấy nha, không sợ. Thằng thì đây. Đầy. Chẳng qua không thích thôi. Thằng của Hồng là toàn là ú. Không nghe. Nắng không.
năm sáu với bốn năm chơi. Trời ơi, em chơi lên hàng trăm rồi. Già cụ u trăm. Già cụ hữu. Chơi chơi ác. Chơi lên hàng trăm rồi. Chống gầy thôi chứ không đại gia nghe. Chống gầy đại gia. Chống gầy đại gia thì ông có nhiêu được. Vô đó là nuôi. Sạn. Sạn ngang. Và lưu đất nữa hậu thì. Ừ. Nó cũng ráng. Ráng ác. Anh đóng gì đó nhỉ? Anh đóng là gì? Vài tháng rồi. Vài tháng rồi. Em sẽ lo cho anh. Ừ. Lo anh cả đời. Anh có chắc nhận điều đó. Sách chủ sách giấy. Hôm bữa họ nói ra giấy. Bữa em đi Đài Loan đó anh nghe. Không cái ghê đó hả? Ừ. Đi đây. Không nói nữa. Ok, em đang học tiếng đó. Em chuẩn bị em đi Đài Loan đó.